Kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình quốc tế, Thùy Tiên hy vọng mọi người vẫn sẽ nhớ tới mình. Nguyễn Thúc Thùy Tiên được đánh giá là một trong những nàng hậu thành công nhất lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Tối ngày 25 tháng 10, đêm chung kết Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Sentul, SICC, Jakarta, Indonesia. Mở màn đêm chung kết Miss Grand International 2022 là tiết mục đồng diễn của đương kim Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021, Thùy Tiên cùng dàn thí sinh. Trong phần đồng diễn này, Thùy Tiên đã có phần trình diễn vô cùng ấn tượng trong bộ đồ nổi bật màu vàng lấp lánh ngay chính giữa sân khấu. Ông Nawaz và Thùy Tiên trên sân khấu đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022. Trong đêm chung kết, ban tổ chức đã chiếu video ghi lại toàn bộ hành trình đáng nhớ của Thùy Tiên với cương vị Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021. Đúng như nhiều người nhận xét, Thùy Tiên đã có một hành trình tuyệt vời cũng như làm được nhiều điều. Sau khi kết thúc phần video, Thùy Tiên đã xuất hiện trên sân khấu với chiếc vương miện danh giá cùng trang phục lộng lẫy. Chia sẻ trong bài phát biểu cuối, Thùy Tiên nói rằng, tuy nhiệm kỳ ngắn nhưng cô hy vọng tên của mình sẽ mãi nằm trong tim mọi người. Nàng hậu cho biết, khi trở thành Miss Grand International, cô đã học được rất nhiều điều. Cô cũng đã tự tìm ra cho mình 3 điều cho bản thân. Thùy Tiên cũng gửi lời cảm ơn bằng tiếng Thái dành cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình quốc tế vì đã chăm sóc cô trong suốt nhiệm kỳ.